Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Phú Trọng muốn ở lại thêm một nhiệm kỳ nên đã mua chuộc cử tri Hà Nội lên tiếng rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục chèo lái con thuyền đất nước thêm một nhiệm kỳ nữa. Bà Nguyễn Thị Xuân Thắng, cử tri quận Hoàn Kiếm hôm 24 tháng 6 năm 2020, được truyền thông tại Việt Nam dẫn lời nói rằng cử tri rất hoan nghênh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong việc đi đầu kiên quyết chống tham nhũng, theo đó tìm ra nhiều vụ tham nhũng lớn. Cử tri Nguyễn Thị Xuân Thắng tại Hà Nội nêu ra trong dịp đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đơn vị số 1 tiếp xúc cử tri vào tuần này. Trong khi bà Thắng nói về việc đưa ra xét xử các cá nhân liên quan phải chịu án nộp tiền lại tiền và tài sản tham nhũng thì bà cũng tin rằng cần lưu tâm đến việc thu hồi tài sản do tham nhũng vì thực tế hiện nay việc thu hồi tài sản tham nhũng rất ít. Cử tri đề nghị cần công khai cho nhân dân biết, phải có cơ chế và có luật để xử lý, như vậy mới ngăn đe được cá nhân khác không nảy sinh ý định tham nhũng, cử tri Thắng nói thêm. Tuy nhiên, nhiều báo tại Việt Nam đã chọn ý so cùng của phần phát biểu của bà như hướng tới một lựa chọn trong phương án nhân sự cấp lãnh đạo. Chủ đề đã và đang được không ít người quan tâm trong bối cảnh Đại hội Đảng 13 sẽ diễn ra trong hơn nửa năm nữa. Đất nước đang có nhiều khó khăn, mong Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tham gia nhiệm kỳ tới để treo lái con thuyền đất nước đi đến đích cuối cùng, bà Nguyễn Thị Xuân Thắng nói. Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày thứ tư 24 tháng 4, này bà Bùi Huyền Mai, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thông báo do điều kiện công tác nên Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội không bố trí được thời gian tới tiếp xúc cử tri. Ngày 4 tháng 4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân với Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị. Bản tin báo của đội nhân dân không đề cập hay đăng hình của ông Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự hay phát biểu tại sự kiện này. Hôm thứ Hai, 22 tháng 6, truyền thông Việt Nam đưa hình Tổng Bí thư Trọng dự hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Ông Trọng, ủy viên thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, được dẫn lời nói tại hội nghị này rằng Bộ Chính trị đã có kết luận về tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, đặc biệt là chuẩn bị nhân sự cho hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng Cộng sản. Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ở lại một giải pháp giữ ổn định các nhà quan sát chính trị Việt Nam chia sẻ với BBC suy nghĩ về việc liệu có nên giữ trường hợp đặc biệt trên 65 tuổi tiếp tục ở lại trong Bộ Chính trị khóa 13. Thông thường trong chính trị Việt Nam có ủy viên Bộ Chính trị quá 65 tuổi để được tiếp tục ở lại cần có sự giới thiệu và đồng ý của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương. Trong bộ chính trị hiện nay có 7 người đã quá 66 tuổi trở lên là có ông bà Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thiện Nhân và Ngô Xuân Lịch. Các nguồn tin đến nay cho BBC biết hội nghị trung ương 12 mới nhất trong tháng 5 vẫn chưa bàn có bao nhiêu trường hợp đặc biệt trong bộ chính trị có thể ở lại khóa 13. Trước đó chia sẻ với BBC ngày 27 tháng 6 tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên chủ nhiệm khoa chính sách công học viện chính sách và phát triển, nói nếu như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở lại, đó là điều tốt nhất. Trên quan điểm cá nhân, tôi thấy rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên cạnh các ứng viên khác nếu có trong trường hợp tiêu chí du di, linh hoạt về tuổi tác được áp dụng ở Đại hội 13 thì ông cũng xứng đáng thôi và ông cũng có thể đại diện cho những trường hợp khác cùng lứa tuổi cao mà được lưu lại thêm. Còn tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao từ Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển tại Hà Nội nói mặc dù ông đồng tình với nguyên tắc che già măng mọc nhưng trong bối cảnh chính trị Việt Nam hiện nay vẫn còn có sự linh hoạt. Nhân sự rất hệ trọng cho Việt Nam nếu còn có đảng viên lãnh đạo trong sạch trí tuệ thì đất nước mới có hy vọng. Một khuynh hướng lựa chọn lãnh đạo như ông Nguyễn Phú Trọng đề cập là phải lựa chọn người có đức có tài trong sạch không nhà cửa tài sản lớn. Nhưng dư luận thường nói nhìn vào vị nào cũng thấy tài sản lớn, thế biết chọn ai. Bây giờ tiêu chuẩn chọn Tổng bí thư như Bộ Chính trị đề ra với các tiêu chuẩn như trong sạch, đoàn kết và các nhân tố trong ngoài đảng thì tôi mạo muội nói rằng hình như chỉ còn có một mình ông Nguyễn Phú Trọng là đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Ông Hoàng Ngọc Giao nói thêm và tin rằng đa số dân chúng Việt Nam vẫn ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng, mặc dù chống tham dũng vẫn đang nhiều khó khăn. Để ổn định cho những bước tiếp theo có lẽ là cần có một người cầm trịch đủ uy tín trong dân, trong sạch không vương vấn nhóm lợi ích thì tôi nghĩ chỉ có một mình ông Trọng. Không nhất thiết phải quá bao nhiêu tuổi như Donald Trump đã 73 tuổi rồi, quan trọng là có người trèo lái ít nhất để giữ ổn định để lựa chọn cho đội ngũ cán bộ trong sạch, tâm huyết để tiến hành cải cách tiếp theo, như thế có lẽ tạm ổn. Khó có việc nhiều hơn một người quá 65 tuổi. Theo tiến sĩ Hà Hoàng hợp, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) Singapore cho rằng sẽ khó có việc nhiều hơn một người quá 65 tuổi trong bộ chính trị, tiếp tục ở lại. Tiêu chuẩn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra, tôi thấy có mấy điểm quan trọng. Ví dụ có cơ cấu, có vấn đề tuyệt tác để từ đó có một cái khung cho một, hai hội nghị Trung ương tiếp theo để bàn tiếp. Họ bàn tiếp hội nghị 13 chưa xong thì 14 nên cũng chưa cần vội. Nhưng khả năng nhiều hơn một người ở trường hợp đặc biệt khó. Hôm 27 tháng 5 tại hội nghị báo cáo viên Trung ương đột xuất để thông báo kết quả hội nghị Trung ương 12, ông Nguyễn Hồng Diên, ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất trình Đại hội 13 số lượng khoảng 200 ủy viên Trung ương, trong đó có khoảng 180 chính thức và 20 dự khuyết. Theo ông tiết lộ ở khóa 13 dự kiến ủy viên Bộ Chính trị sẽ giữ khóa 12 từ 17 đến 19, ban bí thư từ 12 đến 13 người chấp hành trung ương khóa 13 sẽ có 3 độ tuổi số ủy viên Trung ương dưới 50 chiếm 15 đến 20 50 đến 60 khoảng 70% và 61 tuổi trở lên là 10% đại hội 13 vấn đề biển Đông điểm mới trong báo cáo chính trị có tạo nền tư duy chiến lược Truyền thông nhà nước gần đây cho biết một trong điểm mới của dự thảo báo cáo chính trị văn kiện quan trọng trình đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021 là vấn đề Biển Đông. Thiếu chiến lược toàn diện về biển khiến cho đất nước đã không thể mạnh về biển. Trong lịch sự là tư duy ứng phó về chống xâm lược từ biển và trong thời bình là tư duy kinh tế bị níu kéo bởi ý thức hệ xã hội chủ nghĩa là nguyên nhân quan trọng Nay trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy tham vọng địa chính trị hùng hăng tại Biển Đông và một trật tự thế giới mới đang hình thành, Việt Nam cần thay đổi tư duy để xây dựng chiến lược biển xứng tầm. Liệu tư duy chiến lược về Biển Đông có là quyết sách tại Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam? Việt Nam là quốc gia có chiều dài bờ biển 3.000 km và có thể gọi quốc gia biển. Thế nhưng thay vì một tư duy chiến lược chủ động thì thực tế lịch sử phản ánh, tư duy ứng phó với những đặc trưng trong thời chiến là phòng thủ và trong thời bình là kinh tế. Bối cảnh thể chế có sự tương đồng với Trung Quốc trong suốt lịch sử hơn nghìn năm là phong kiến tập quyền và hiện nay là chế độ cộng sản toàn trị, ngoại trừ hơn 20 năm đất nước bị chia cắt từ năm 1954 đến năm 1975. Đây là đặc điểm có ảnh hưởng lớn đến tư duy về biển Mới đây, cuối năm 2019, bãi cọc gỗ được tìm thấy ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng có liên quan đến trận thủy chiến trên sông Bạch Đăng. Khảo cổ các di tích bãi cọc phản ánh các trận địa bãi cọc từng được bày bố tại các nhánh ở sông Bạch Đăng để phục vụ mục đích quân chống quân xâm lược từ biển. Trong đó có trận chiến chống quân Nam Hán năm 938 trên sông Đá Bạch Bạch Đăng do Ngô Quyền lãnh đạo Chiến tranh tổng Việt năm 981 dưới thời nhà Tiền Lê và trận Bạch Đằng chống quân nhà Nguyên Mông năm 1288 dưới thời nhà Trần. Trong thời chiến tranh chống đế quốc và các biến cố như công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958, hải chiến Hoàng Sa và Đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa đã phản ánh âm mưu và dã tâm của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc lợi dụng niềm tin ngây thơ về ý thức hệ và tình hình phức tạp để chiếm đoạt biển Đông. Các biến cố này là sự giả trả giá đắt làm tổn thương truyền thống bảo vệ chủ quyền của dân tộc Việt Nam. Trong thời bình những năm gần đây, Việt Nam đã đề cập về chủ trương xây dựng một quốc gia mạnh về biển, nhưng thường gắn với phát triển kinh tế biển, mang nặng kiểu tư duy kinh tế. Năm 1997, Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành chỉ thị số 20 CT trên TVK về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, Tuy nhiên, 10 năm sau, năm 2007 mới có nghị quyết số 09 NQ trên TVK về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Tuy nhiên, những dự đoán sai về tình hình kinh tế thế kỷ 21 với cách tiếp cận thiếu toàn diện về biển đã không thể có một chiến lược kinh tế biển phù hợp. Sai lầm của chính sách tăng trưởng nóng vội cộng với quản lý kinh tế yếu kém đã để lại hậu quả thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và bất ổn vĩ mô các tập đoàn hàng hải như Vinasin, Vinalize bị phá sản. Việc xây dựng tràn lan các bến cảng to nhỏ dọc bờ biển gây sự lãng phí lớn về vốn đầu tư công. Để sửa chữa sai lầm trên một số nỗ lực chính sách về biển được thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội 12 2016 đến 2021. Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành theo nghị quyết số 36 NQTVK ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị Trung ương lần thứ 8. Trên cơ sở đó, tháng 3 năm 2020, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 26 trên NQCP về kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm để cụ thể hóa chiến lược kinh tế biển nêu trên. Tính khả thi của chiến lược này đang gặp thách thức trước bối cảnh thế giới thay đổi và Trung Quốc tham vọng địa chính trị trên biển Đông. Một trong những nguyên nhân không thể trở thành quốc gia mạnh về biển, phát triển kinh tế biển như nêu trong các nghị quyết của Đảng là tư duy chiến lược biển đã không theo kịp thời đại. Và ngoài ra, có phần bị níu kéo bởi ý thức hệ. Trước hết, Mỹ và các nước phương Tây đã nhận ra sự sai lầm và hậu quả của chính sách can dự của Trung Quốc. Theo đó, trong bối cảnh toàn cầu hóa, Mỹ bỏ qua các sự khác biệt về ưu thức hệ đã mở rộng quan hệ kinh tế với sự tham gia của Trung Quốc với quan niệm rằng tăng trưởng kinh tế sẽ thúc đẩy dân chủ. Từ thời của Tổng thống Barack Obama, Mỹ đang thực thi chính sách xoay trục sang châu Á và Tổng thống Donald Trump phát động thương chiến Mỹ-Trung Cuộc chiến này ngày càng leo thang căng thẳng sang mọi lĩnh vực và hiện hữu nguy cơ biến thành một cuộc chiến tranh lạnh 2.0. Ngoài ra, đại dịch virus Vũ Hán đang đẩy kinh tế thế giới vào suy thoái sâu, nhất là so với các cuộc khủng hoảng kinh tế trong một thế kỷ qua, chuỗi cung ứng toàn cầu đất gãy khiến cho các nước nhận ra sự phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc không chỉ hòng hóa thông thường mà cả thiết yếu như y tế và thuốc chữa bệnh. Quan hệ thương mại có thể thay đổi, các nước đang thay đổi chính sách hướng đến tự chủ cuộc gặp thượng đỉnh EU và Trung Quốc trong tháng 6 năm 2020 không có tuyên bố chung khi lãnh đạo EU công bố sách trắng về bảo vệ thị trường và nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn là đối tác số 1 và Trung Quốc chỉ là bạn hàng cần thiết. Các nhà nghiên cứu đang phân tích sự thoái trào toàn cầu hóa và dự báo một trật tự thế giới hơn thế. Chính quyền Trung Quốc lợi dụng đại dịch virus Vũ Hán bắt nguồn từ Vũ Hán lan rộng ra toàn cầu. Số ca lây nhiễm và số ca tử vong nhanh và các quốc gia đang bị động đối phó vì chưa có vaccine. Đã thể hiện chính sách ngoại giao lang sói như kiểu đe dọa và trừng phạt kinh tế với nước Úc khi mà Thủ tướng nước này đề xuất một cuộc điều tra độc lập về sự khởi phát đại dịch, bản chất hung hăng của chế độ độc tài hiện hữu trong quan hệ chính trị và thương mại quốc tế. Việt Nam có thể đứng trước nguy cơ bị phong tỏa bán phần với thế giới. Văn minh từ Biển Đông bởi tham vọng chính trị của Trung Quốc. Quốc gia này đã trỗi dậy mạnh mẽ trong hơn 1 phần 3 thế kỷ để trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới. Đây là động lực chủ yếu thúc đẩy Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực tối cao để thực hiện giấc mộng Trung Hoa. Từ năm 2013 đến nay, chính quyền Bắc Kinh đã có nhiều động thái hung hăng trên Biển Đông, sử dụng đường tự vẽ là đường chín đoạn, vi phạm công ước về luật biển 1982 UNCLOS, quân sự hóa và hành chính hóa các đảo chìm nổi, xâm phạm chủ quyền biển đảo và đe dọa dùng vũ lực đối với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, theo các nhà quan sát, vùng nhận dạng phòng không ADAZ được đề xuất bao trùm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Mưu có chủ đích của chính quyền Bắc Kinh chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để công bố. Tùy có thái độ cứng rắn hơn trước những hành động của chính quyền Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh hải, uy hiếp các giàn khoan dầu khí, đâm chìm tàu thuyền cá của ngư dân, Việt Nam đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn giữa ý thức hệ, sự lệ thuộc kinh tế và đe dọa chủ quyền giữa liên kết với Mỹ. Các nước phương Tây vì đảm bảo tự do hàng hải, phát triển thương mại, thu hút đầu tư các giá trị dân chủ, nhân quyền. Hơn lúc nào hết trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam cần có một tư duy chiến lược biển với một tầm nhìn toàn diện và với chính sách đột phá. Một số điểm chủ yếu theo tôi, tư duy chiến lược biển cần hướng đến. Một là, chiến lược phát triển đất nước đến năm 2045 dự kiến được quyết định trong Đại hội 13 cần coi chiến lược biển phải là bộ phận thiết yếu dựa trên sự thay đổi tư duy về biển trong quá trình và tình hình mới củng cố và cụ thể hóa quan điểm phát triển kinh tế với quyết tâm bảo vệ quyền căn cứ trên luật biển quốc tế. Hai là Việt Nam mặc dù tương đồng về ý thức hệ nhưng không lệ thuộc vào nó để trở thành đồng minh của Trung Quốc và khẳng định sự độc lập và quyết tâm gìn giữ chủ quyền Ngoài ra, cần nhận thức rõ hơn ý thức hệ giáo điều bảo thủ thường gây nên hiệu ứng ngược đối với các nhà đầu tư, cản trở quá trình cải cách hệ thống chính trị theo hướng phù hợp với thị trường trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế. Ba là xây dựng các phương án chính sách để dần hạn chế sự phụ thuộc kinh tế, đồng thời đón nhận làn sóng dịch chuyển đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc các chính sách như vậy cần dựa vào cộng đồng doanh nghiệp và sự tham gia rộng rãi của người dân để có sự đồng thuận và huy động nguồn lực xã hội. 4. Là nhận thức rõ hơn sự thay đổi chính trị trên thế giới cân nhắc ảnh hưởng từ chính sách xoay trục của Mỹ sang châu Á để đối phó phù hợp với an ninh, ngoại giao để hạn chế sự phong tỏa từ chiến lược biển của Trung Cộng. Năm là thúc đẩy cải cách thể chế theo hướng dân chủ nhằm tăng hiệu quả của chính sách Việt Nam can dự coi trọng việc thực hiện thực chất của các cam kết cải cách trong các hiệp định thương mại tự do FTA và đầu tư IPA. Với các nước phát triển, tuy nhiên, trong các hiệp định ký kết với Liên minh châu Âu thì các điều khoản về quyền lao động, lập, hội đoàn và bảo vệ môi trường trong FTA và IPA được đề cao. Tư duy chiến lược biển có tầm quan trọng để Việt Nam tái định vị trên bản đồ thế giới trong thế kỷ 21. Liệu vấn đề Biển Đông trong báo cáo chính trị được coi là điểm mới, có đề cập đến một tư duy xứng tầm làm cơ sở để xây dựng một chiến lược biển? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.